Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về hút mỡ dưới máy Sitorin. Và máy này sẽ phân lọc cái mỡ như một cái nhà máy để tạo nên một cái chất làm đầy, bổ sung cho những vùng khiếm khuyết trên cơ thể. Vậy thì việc hoạt động của máy Sitorin này là như thế nào? Đây là một cái công nghệ của Mỹ và được chiết xuất tế bào gốc ngay trên cái mỡ mà chúng ta vừa được hút ra. Cái mỡ sau khi được hút ra sẽ qua cái phân luồng của máy. Qua phân luồng của máy xong sẽ được tách ra nhờ cái bộ phận phân tách. Như các bạn đã thấy ở đây, sau khi mỡ được phân tách ra thì các bạn hình dung rằng trong cái mỡ mà phân tách ra đó, nó có thành phần nó gọi là SVS. SVS này nó viết tắt của chữ là stroma vascular fraction, tức là những cái mảnh mà khởi nguồn để tạo cái mạch máu. Và nhờ những khởi nguồn này, mạch máu mới, mạch máu tân mạch mới được tạo ra để nó gắn kết những cái mỡ vừa mới trồng lại. Các bạn hình dung nó giống như một cái cây mà chúng ta mới vừa trồng xuống, thì chúng ta cần cái bộ rễ nó ăn sâu vào trong đất để cái cây nó mới sống được. Và cái mỡ cũng vậy, khi chúng ta cấy vào những cái vùng khuyết trên khuôn mặt như là vùng thái dương, vùng trán, rãnh mũi má, vùng khuyết từ bình tai cho đến mép môi, vùng cằm, tất cả đều cần mạch máu đến để nuôi dưỡng cái phần mỡ vừa mới cấy. Thế thì nhờ cái phần lọc ra có EVS mà chúng tôi hay nói với các bạn là một bộ lọc đó, thì cái phần đó sẽ được tiêm vào trong cơ thể của mình. Và nhờ cái SPS đó, nó sẽ nối kết với lại những cái mạch máu cũ đang có ở đây, nó hình thành nên một cái mạng lưới tưới cái mỡ mà vừa mới được cấy lên. Và như thế thì cái mỡ mới sống được. Em Cap tự tin giới thiệu các bạn về công nghệ Sitorin. Công nghệ này là công nghệ của Mỹ, nhắc lại với các bạn là như vậy. Và chỉ có Em Cap mới sử dụng cái máy Sitorin này, đem lại hiệu quả về cái mỡ tốt nhất. Ở đây là cải thiện được chất lượng da, cải thiện được những vùng khuyết mà cơ thể các bạn đang có. Mục đích của chúng tôi giới thiệu phần này để các bạn thấy rằng cái mỡ mà các bạn đang đồn đại là cấy xong rồi xong thời gian nó mất đi, thì các bạn nhớ rằng ngay cả những cái đất nước là trung tâm và thủ đô của làm đẹp trên thế giới là Seoul, là Thái Lan chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ cấy mỡ dưới lần thứ hai, dưới lần thứ ba. Tại Em Cap, chúng tôi đưa ra cái công nghệ Sitorin này để các bạn thấy rằng cái việc ghép mỡ nó giống như chúng ta trồng một cái cây, và chúng ta cần phải có cái việc tưới nước. Vậy thì Em Cap có đủ phương tiện để bứng cái cây lên, đủ rễ, đủ lá, trồng vào những cái nơi mà khó khăn nhất, tức là cấy vào những cái nơi mà bạn đang bị khiếm khuyết nhất. Về phía các bạn hãy hiểu là Em Cap đã đưa ra những cái công nghệ tốt nhất để làm sao cho cái cây được mọc rễ tối ưu nhất rồi. Vậy thì về phía các bạn cần một cái sự chăm sóc để cho cái cây mới trồng đó luôn luôn được tươi tốt, luôn luôn được bám rễ vô những cái vùng cần thiết đó. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.